Hiện tại Trang Ngoại Thành đang có mặt tại chùa Thiên Quang và hôm nay là có cái lễ ở chùa Thiên Quang. Rồi mình cúng sao nha mọi người. Hôm nay là lễ Kỳ Quốc Thế Dân An Nguyện Phong Điều Vũ Thuận Tiêu Tai Thiên Thọ. Các bạn thân mến, hiện tại mình đang có mặt tại chùa Thiên Quang ở ấp Mỹ Huệ, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn. Và hôm nay là ngày mùng 8 Tết. Mọi người đến viếng chùa cầu bình an.
Hello. Hello anh Bo. Hello dì Ba. Hello cô Hai. Buổi lễ chuẩn bị bắt đầu nha mọi người. Cây sa la nè mọi người. Thánh tăng.
Nam mô Tam Thánh Đệ Ta Bà Giáo Chủ Hiệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Long Quang Giáo Chủ là Công Phật Đại Trí Giác Sư Lợi Bồ Tát Đại Hạnh Bổ Nhiệm Bồ Tát Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát. Anh là Phật tổ, tôn nghiêm đức thầy,
quý vị có thể chắp tay và tưởng tượng rằng được Đức Phật phóng hào quang vào bản thân mình cho tiêu tai tiêu nạn cần mình tiêu trừ, chứ không nên nói chuyện không nhân từ. Quý vị có nghe không? Nói chuyện không nên từ là nhân tâm. Một chỉ tay lên hối độ đầu tu bản quy, nguyện diệt tội phiên kỳ tăng phước thọ sơ a di đà a Việt Nam quốc Hồ Chí Minh thành phố hốc môn huyện trung chánh xã Mỹ Huệ ấp cử là thiên quan ở trụ giải hạn kỳ phước ở kiên đệ tử trụ trì pháp dẫn thích thích tịnh đức a cập nam tinh nữ nạn trần trung còn áo ngọc ấm thành quán dân nguyện ở kim mãnh trần nguyễn minh cho a là trần thấy ngọc hân trần thầy ông có tinh nguyện trần thuộc hùng quy nguyện minh đức nguyện thầy cấm mà lần hồ văn